cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay là 77 La Mã. Dạ, cảm ơn Trích Tâm Hương. Trích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, đổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, định ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin được phép đọc chánh văn. Con cũng thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng giải. Cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm Ba La Mã bài 77 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụn tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết. Sau khi chứng đạt được an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập chỉ còn đợi thời gian. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Cảm ơn trong khoa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, đệ đức Phật Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài 77 ở trong Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3 Pháp, bài 77 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apiwadimi
Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Sa kha tô phá gá quá ta tham mô tham măng nạc ma sa mí. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati bano phá gá quá tô sa vá ca sang cô sang căng nạc ma sa mí. Như tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đặc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho chư chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì phần chánh kinh đó, thì cũng đã nghe đọc phần chánh kinh rồi. Bây giờ chúng tôi lấy ra ba cái ý, ba cái chi pháp ở trong cái nội dung của bài học hôm nay đó. Mà thứ nhất á, Đức Phật ngài dạy ở đây đó, này các tỳ kheo, thân này bị hoại, hủy hoại, thức này bị lụng tàn, tất cả sanh y là vô thường khổ, chịu sự biến hoại. Và ở trong cái kệ ngôn á, thì Đức Phật ngài dạy rằng biết thân tự hủy hoại, còn thức bị lụng tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh là chết sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, an tịnh tối thượng tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng ở trong nội dung bài học hôm nay, cái điều thứ nhất trước tiên là Đức Phật ngài nói rằng sắc thân này đã là vô thường. Chúng ta hiểu đó là trong cái thế giới quan của Phật giáo đó thì có đến 31 cõi và có đến 26 cõi, 26 27 cõi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Còn lại đó 27 cõi ngũ uẩn, còn lại đó là phần lớn thì có 4 cõi nhất uẩn, tức là 4 thành phần danh uẩn, và có một cõi là tứ uẩn, một cõi là nhất uẩn là cõi vô tưởng, không có thức uẩn, không có tưởng uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, mà chỉ có sắc uẩn thôi. Dạ. Còn cõi vô sắc á, thì chỉ có 4 cái thành phần danh uẩn là sắc, là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Như vậy thì có đến 27 cõi ngũ uẩn. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có sắc, sắc này là gì? Nếu mà mình nói là theo triết học thì gọi là danh từ triết học gọi là thể chất và tinh thần. Thì cái thể chất và tinh thần ở đây đó, thì cái thể chất ở đây là chỉ cho thân tứ đại của chúng ta. Thân tứ đại của chúng ta. Nói tứ đại, sự thật ra thì là nói bốn cái đại chính, tức là bốn cái sắc lớn, bốn cái sắc chính. Và bốn cái sắc này đó, nó có những cái sắc phụ thuộc khác tạo nên cái cơ thể này. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là từ cái sắc nghiệp đầu tiên khi chúng ta nhập thai, nếu là chúng sanh là thai sanh, thì khi chúng ta nhập thai đó thì cái sắc nghiệp đầu tiên do nghiệp chiêu cảm lấy thức rồi có thành sắc nghiệp. Thì cái sắc nghiệp này đó thì xin thưa quý vị,
nó mầm mống đầu tiên đi nữa thì nó cũng phải nói rằng cũng là sắc pháp, là sắc pháp, và nó được nuôi dưỡng bởi vật thực, nuôi dưỡng bởi vật thực, nó được nuôi dưỡng và do duyên bởi vật thực cho nên nó hình thành nên cái sắc này, thì ta gọi là sắc tứ đại. Sắc tứ đại, tức tứ đại ở đây đó là đất, nước, lửa, gió, bốn cái sắc lớn. Tuy nhiên thì nó còn có những cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái cơ thể. Thí dụ như hơi ấm trong cơ thể của chúng ta đó là lửa, và hơi ấm ở trong cơ thể chúng ta làm tiêu hóa thực phẩm đó cũng được gọi là lửa. Hơi thở hoặc là hơi lên hơi xuống trong cơ thể của chúng ta, hơi thở ra vào của chúng ta đó là gió. Còn những gì mà cứng hoặc là mềm thì bây giờ chúng ta thấy thịt là mềm, thấy không? Xương là cứng, tóc cũng là cứng, móng cũng là cứng, cái gì mỡ cũng là mềm, mỡ là mềm. Thì những cái gì mà cứng và nó có tính chất cứng hoặc là mềm thì cái đó là đất. Và cái gì nó mang tính quến tụ thì cái đó được gọi là nước. Thì giờ chúng ta thấy máu, nước bọt, nước ở trong cơ thể, mũ đàm, mật máu, vân vân, thì tất cả những cái thứ đó đều được gọi là nước. Thì cái cơ thể của chúng ta đó, nó nếu mà mình nói trong A Tỳ Đàm á, thì một điều đó là nó sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Tâm qua 17 sắc nhào một khi, có nghĩa là danh pháp của chúng ta sanh diệt 17 lần, 17 sắc na, thì sắc pháp sẽ biến diệt một lần, một lần. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng thân và tâm của chúng ta đang sanh diệt, đang sanh diệt. Và cái mà nó sinh lên thì nó có mặt, sinh, trụ, dị và diệt. Thì cái gì nó bắt đầu khởi lên thì đó được gọi là sinh. Cái gì nó có mặt được gọi là trụ. Và cái gì nó biến mất, cái gì nó đi đến biến mất, cái đó là dị. Và cuối cùng là không còn nữa là diệt. Như vậy thì sắc pháp của chúng ta nó cũng đang từng bước, từng bước, từng thay đổi. Và từng sát na. Khi mà chúng ta thấy rằng cái sắc thân của chúng ta đó là nuôi nấng bởi vật thực. Vật thực. Và Đức Phật Ngài dạy ở trong Kinh Trường Bộ là Sabbe a satta aharathitika, có nghĩa là chúng sanh duy tồn do vật thực. Chúng ta tồn tại là chúng ta nhờ vật thực. Vật thực ở đây chúng ta hiểu là ahara ở đây đó, không phải là chỉ có những cái đoàn thực, tức là những cái thức ăn, thức uống, các cái chất dưỡng tố để nuôi nuôi cơ thể của chúng ta, mà bao gồm cả danh pháp này, tức là cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta được nuôi nấng bởi bởi nghiệp, bởi bởi nghiệp, rồi bởi thức, vân vân, chứ không phải là chỉ có cái cơ thể của chúng ta được nuôi nấng đâu, nuôi nấng đâu. Vì vậy vậy cho nên là khi mà nói đến cơ thể đó thì nó đang chịu sự sinh diệt, đang chịu sinh diệt. Và do vậy thì chúng ta mới có từ đứa, từ là một hài nhi, rồi lớn lên trở thành những đứa bé trai, đứa bé gái. Và chúng ta trở thành những cậu thanh niên hay là những cô thiếu nữ. Và chúng ta bước sang cái tuổi trung niên, rồi chúng ta bước sang cái tuổi lão niên. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chết. Và gẫm lại cuộc đời đó thì xác thân của chúng ta đó, thì nó cũng đang sanh diệt, chứ không phải đợi tới mà chúng ta có mắt mất không vắng mặt ở trên cõi đời này gọi là chết đâu. Nhưng mà chết hiểu trong một cái nghĩa chân đế thì nó đang sanh diệt trong từng sát na, đang chết trong từng sát na. Cái này sanh, cái này diệt thì cái kia sanh. Sắc pháp này diệt thì sắc pháp kia sanh, sắc pháp kia diệt thì sắc pháp nọ sanh, vân vân. Như vậy thì do như vậy đó cho nên là chúng ta mới có cái biểu tượng của sự già, sự chết chứ, lụng tàn. Và cái mà chúng ta thấy rõ nhất đó là gì? Là chúng ta mắt mờ, tai chúng ta điếc đi, da nhăn,
má cớp lưng còn, rồi đi đứng chậm chạp yếu. Tất cả những biểu hiện đó là những biểu hiện của sự già nua, Và khi mà trong kinh á, thì Đức Phật Ngài gọi là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, nhưng mà do chấp thủ năm uẩn là khổ. Nhưng mà xác thân này chúng ta phải biết đó là sự sanh diệt, già nua. Chúng ta có nhiều cái phương thức, phương pháp bằng thuốc hay bằng những cái này kia để giống như là để sống đời, nhưng mà không thể nào cải được, không thể nào mà không chết được. Hả, có sanh thì phải có già, có bệnh và có chết. Và như vậy thì hiểu rằng các pháp hữu vi là vô thường. Hữu vi ở đây là gì? Pháp mà có yếu tố, có những cái nhân tố trợ tạo. Trước tiên là ta nói đến cái sắc thân này, sắc thân này nó chịu vô thường. Rồi nó chịu sự khổ không? Chịu sự khổ. Sắc thân này là vô thường, rồi nó chịu sự khổ. Chúng ta gẫm nghĩ lại kiếp người của chúng ta, từ khi mà chúng ta còn là những đứa bé đó, chúng ta chưa suy nghĩ gì sâu xa, chưa hiểu đời nhiều đó, thì tâm của chúng ta nó trở thành những giống như hồn nhiên ở trong cuộc đời này. Rồi đến khi mà chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn lên có suy nghĩ một chút rồi, tâm chúng ta không còn được hồn nhiên nữa, mà bây giờ đó là chúng ta sẽ bị chi phối với những cái cảnh rất là nhiều. Cái mà tâm của chúng ta nhận được biết bao nhiêu cái kinh nghiệm, cái dồn chứa ở trong cuộc đời này là vui, buồn, hỷ, nộ, ái, ố, nó có đủ hết. Và do vậy đó, cái tâm của chúng ta nó biết bao nhiêu sự xáo trộn ở trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu rằng là có thân này đó là khổ, có thân này là khổ, khổ và vô thường. Vô thường thì biến đổi, khổ là cái mà nó không đứng yên một chỗ, cho nên là chúng ta khổ. Không giữ nguyên hoài một chỗ mà nó luôn luôn thay đổi. Thí dụ như bây giờ cái rõ nhất mà chúng ta thấy nè, chúng ta bệnh, chúng ta già, rồi chúng ta đau, rồi chúng ta chết. Đó là những cái mà cái khổ của xác thân. Bây giờ mình nói đơn giản nhất là khi mà mình bị một cái vết thương gì đó thì mình thấy mình đau nhất là khó chịu rồi. Rồi là khi có thân này đó thì biết bao nhiêu trời nóng gió lạnh, cơ thể của chúng ta chưa có bắt kịp được với lại cái thời tiết xung quanh, thì chúng ta đã sổ mũi, chúng ta đã nhức đầu, chúng ta đã ho khan rồi. Đơn giản là như vậy. Cho nên là khi mà có thân này đó là chịu cái sự vô thường, sự biến đổi già nua đó, và chịu cái sự khổ. Khổ mà chúng ta thấy rõ nhất đó là sanh già bệnh chết, bệnh đau chết. Và nếu như chúng ta đã bệnh thì thân nhân, người thân của chúng ta hay hoặc là người thương của chúng ta đó có cho chúng ta một ít tiền để mua thuốc hay là dùng những liệu pháp để trị bệnh chúng ta, giảm bớt những cái cơn đau đó, thì không biết là có giảm được bao nhiêu thì giảm, nhưng mà cơn đau mà chúng ta thọ nhận đó thì không ai gánh giùm cho chúng ta. Những cái cảm thọ đau đớn mà do cơn bệnh mang lại đó, cái bạo bệnh mang lại đó, thì không ai gánh giùm cho chúng ta. Đó là như vậy. Cho nên là cái khổ là như vậy. Rồi đâu phải là chỉ khổ ở trong một cái đời này đâu. Rồi tiếp tục nè. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là thân này nó vô thường, nó khổ. Giống như là điều mà Đức Phật Ngài gọi là các pháp hữu vi là vô thường, biến đổi. Các pháp hữu vi là khổ. Sabbe sankhara anicca. Chúng tôi nhớ rằng ba cái mệnh đề này mà ngàn đời cũng là như vậy. Đức Phật dạy như vậy rồi thì ngàn đời nó cũng là phải như vậy. Sabbe sankhara anicca, các hành là vô thường. Sabbe
À, sankhara dukkha, tức là các hành là khổ. Cái gì mà có tạo tác ra là đều là khổ, và đặc biệt là khi nói đến thân. Bây giờ nói đến cái chi pháp thứ hai ở đây đó là nói đến thức. Thức tức là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó cũng đang sanh diệt liên tục. Cái bộ truyện mà Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân mà viết lên cái bộ Tây Du Ký, mặc dù là của người Trung Quốc họ viết ra, nhưng họ muốn mô tả đến những cái nhân vật, những nhân vật như là Tam Tạng, rồi Tôn Ngộ Không, rồi Sa Tăng, Bát Giới, vân vân. Thì muốn mô tả là cái thân, cái tâm của chúng ta thôi. Chỉ là mô tả cái tâm thôi. Mặc dù là những nhân vật đó chỉ có Trần Huyền Trang là thật thôi, tức là ông Tam Tạng thật thôi. Còn lại những nhân vật kia là những vật hư cấu, hư cấu thôi. Nhưng mà muốn nói lên cái tâm người ta gọi là cái tâm chưa có đắm nhiễm gì, hoặc là cái tâm tham, hoặc là tâm sân si gì đó, thì để nói một cái điều đó là nói đến tâm. Bây giờ khi mà mình nói đến ở trong kinh á, thì Đức Phật có nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài mô tả tâm này nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt liên tục. Khâm tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người chỉ phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tức là tâm của chúng ta nó đeo, nó bị đắm nhiễm ở trong các cái dục lạc, trong tham dục, trong dục lạc. Và do vậy nó cứ bay nhảy, nó sanh diệt. Trong A Tỳ Đàm giải thích rằng là một cái khải móng tay của chúng ta có hàng triệu triệu sát na sanh diệt. Có nghĩa là sự sanh diệt nó tốc độ nó mau như thế. Trong Phật giáo sử dụng cái từ sát na, tức là chỉ cho cái thời gian sanh diệt của mỗi cái pháp hữu vi. Mỗi cái pháp hữu vi là như vậy. Chúng ta thì thời gian được định đạt. Thời gian là chế định. Thời gian là chế định. Mặc dù là chế định là 60 giây vô một phút, rồi 60 phút vô bao nhiêu một giờ, rồi một ngày có 24 giờ, vân vân. Chúng ta tự chế đặt, chế định là chế định đó, nó hợp với là cái sự vận hành của quả địa cầu của chúng ta để nó tương thích ứng với lại những gì mà chúng ta biết ở trong hướng đông, hướng tây, gọi là phương hướng chế định, vân vân, hay là thời gian chế định, vân vân. Thì những cái điều đó đó nó thuộc về pháp tục đế. Nhưng mà phải nói một điều đó là những cái tâm của chúng ta đó nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt liên tục. Điều một chúng ta thấy nè, lúc chúng ta buồn, lúc chúng ta giận, lúc chúng ta vui, lúc chúng ta ưa thích, lúc chúng ta bình thản, không ưa thích, không vui buồn, thì nói chung là cái tâm của chúng ta hồi lúc dày hồi lúc khác nó thay đổi. Cái mà chúng ta nhận ra cái tâm, ồ tại sao anh này anh thay đổi sành sạch vậy, thay đổi sành, sự thật nó chưa mau mà tâm của mình nó trong mỗi sát na nó thay đổi, nó thay đổi. Bởi vì sao? Bởi nó bị phinh hướng theo các cái dục làm cho tâm tham đắm, đắm nhiễm, dính mắc ở trong đó, và tâm chạy theo, chạy cuốn cuồng theo các cái dục, là làm cho cái tâm mê mờ, làm cho cái tâm không sáng suốt được, với lý do là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật ngài nói đó là thức này đó nó cũng là vô thường. Bởi vì một cái tâm bình thường sanh khởi lên thì cũng có những cái tâm sở, những cái tâm sở phối hợp. Một cái tâm bình thường khởi lên thì cũng có những cái tâm sở phối hợp. Thí dụ như xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Nó có những cái tâm sở đó. Bất cứ một cái tâm sở nào sanh khởi lên, căn bản cũng có những cái tâm sở đó. Thì chúng ta hiểu rằng một điều đó là tâm của chúng ta nó thay đổi theo từng trạng thái khác nhau, nó cũng đã đang chịu sanh diệt, đang chịu sanh diệt. Điển hình mới như chúng ta thấy rằng
lúc chúng ta vui, lúc chúng ta buồn, lúc chúng ta bình thản, đó là điều mà tâm chúng ta thay đổi đó. Tâm chúng ta thay đổi. Cho nên khi mà một người hiểu rằng thân và tâm này nó luôn luôn vô thường và luôn luôn khổ. Tâm khổ không? Khổ. Tâm này nó khổ. Khi có tâm này đó thì chúng ta lại ảnh hưởng và bị chi phối bởi hỷ, nộ, ái, ố. Những cái điều đó làm cho tâm của chúng ta trở nên một cái trạng thái là trong một cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng nó bức bách, nó khổ, nó khốn khổ, và làm cho cái tâm của mình nó không có ngừng nghỉ khi mà nó ở trạng thái này sang tới trạng thái khác. Nó thay đổi như vậy. Và đó là sự khổ. Nhìn lại, khi mà một người mà con người của chúng ta có thân và tâm á, chúng ta thấy nè, rồi biết bao nhiêu cái sự hệ lụy của nó, từ đó chúng ta khổ. Cho nên á, ở đây đó, là nếu mà mình nói sát quẩn á, là cái mà mình cần phải biết. Nếu nói trong tứ diệu đế đó, trong tứ đế đó, thì khổ đế tức là gì? Khổ đế tức là 81 tâm hiệp thế, 28 sắc pháp, 52 tâm sở. Khổ đế là như vậy. Cho nên cái thân này đó, nó có là cái thân này, tâm này nó có đó, đó là cái hệ quả của tham ái mà có, do tham ái mà có, do tập đế tạo ra cái thân này. Cho nên cái thân này chúng ta biết, phải biết khổ, phải biết nó là vô thường, chứ chúng ta không biết là gì. Vì vậy cho nên là bậc thánh mới giác ngộ được cái điều đó. Giác ngộ ở đây không phải là giác ngộ bằng lý thuyết, không phải giác ngộ bằng trí văn, mà là giác ngộ bằng cái trí tu của chính mình. Thấy trong kinh mô tả rằng, trong kinh mô tả rằng, vị nào thấy được khổ thì đồng nghĩa là vị ấy thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, và đồng nghĩa là vị ấy biết được sự chấm dứt khổ, và vị ấy thấy được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Có nghĩa là chỉ cần thấy được sự khổ thôi, một trong bốn sự thật đó, thì ba cái sự thật còn lại đều là giác ngộ. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì khi mà nói đến tâm vô thường, thì cái sắc thân này đó là như vậy, nó là hệ quả của nó. Khổ đế là 81 tâm hiệp thế, trừ những tâm siêu thế thôi, bởi vì những tâm siêu thế là những tâm hướng đến niết bàn, cho nên nó vượt ra khỏi sự ràng buộc của sự khổ. Còn 81 tâm hiệp thế, từ 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, và 52 sở hữu tâm phụ thuộc, phối hợp với nó, những tâm sở phụ thuộc với nó, và 28 sắc pháp, tức là những cái gì hệ quả nó có, đó là khổ. Đó là khổ đế. Cho nên mình phải thấy khổ. Bậc thánh là giác ngộ ở, không phải là lý thuyết, mà là giác ngộ qua cái trí tu chứng của chính mình, chứ không phải là lý thuyết, không phải là trí văn, không phải là trí văn. Chúng ta thì có thể có một phần của trí văn và có một phần của trí tư, tức là chúng ta suy tư. Khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu lời Phật dạy, chúng ta suy gẫm lại tấm thân của chúng ta. Tấm thân nhỏ bé không quá hơn 2 mét này. Chúng ta có suy gẫm, mà suy gẫm đó này, đó là một chút trí tư thôi. Và cái trí tư này cũng là một cái điều kiện tốt để cho chúng ta suy gẫm, để chúng ta nỗ lực tu tập. Chứ chúng ta chưa có tu chứng được cái gì hết. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta có được cái trí văn, chúng ta có được cái trí tư, một chút chịu suy tư qua lời dạy của Đức Phật, hiểu là như vậy, để chúng ta cố gắng thực hành ở trong cái đời sống tu tập của chính mình. Và cái điều cuối cùng ở đây, chi pháp cuối cùng mà Đức Phật Ngài dạy đó là tất cả sanh ly là vô thường. Cái từ này hơi khó hiểu. Chữ sanh ly ở đây đó thì xin thưa quý vị,
Chữ sanh y ở đây là do cái sự chấp thủ của mình, nó sanh khởi lên. Mà trước tiên đó là chúng ta sanh y là gì? Trước tiên đó là chúng ta nói đến ngũ uẩn sanh y. Ngũ uẩn sanh y thì sở dĩ mà nãy chúng tôi ban đầu dạo là chúng tôi đã nói đó là các cái cõi ở trong thế 31 cõi này đó, thì phần lớn là 26, 27 cõi ngũ uẩn rồi. Còn lại là có 4 cõi tứ uẩn và 1 cõi nhất uẩn là cõi vô tượng. Cõi tứ uẩn là 4 cõi vô sắc, còn lại là những cõi ngũ uẩn cấp. Chúng ta nói như vậy. Như vậy thì ở đây trước tiên là nói đến cái gì mà sanh đi. Sanh đi là cái mà nó sanh ra khởi, sanh khởi ra. Mà trước tiên là chúng ta nói đến ngũ uẩn sanh vi. Ngũ uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc thân này là sắc uẩn à. Và cái cảm thọ của chúng ta trong đời sống hàng ngày, vui buồn gì đó, do mắt thấy, tai nghe, vân vân, hoặc là do tâm chúng ta suy nghĩ, thì cái đó là thọ uẩn. Tưởng uẩn là những cái gì mà chúng ta suy trên nghiệm cảnh, những cái gì mà chúng ta đã nghe qua rồi, đã thấy rồi, đã suy nghĩ rồi, bây giờ chúng ta gặp lại. Hành uẩn là những cái sự biến hoại sanh diệt trong những cái trạng thái của nội tâm, sanh diệt khác nhau ở trong mỗi trạng thái, đó là hành uẩn. Thức uẩn là cái mà tâm của chúng ta nhận biết do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm của chúng ta suy nghĩ. Cái đó được gọi là thức uẩn. Thì như vậy cái gì mà thức uẩn? Như vậy thì ở đây đó là cái tại sao có ngũ uẩn sanh đi này? Có phải đó là do cái gì không? Cái đó là do tha mai, cái đó là do vô minh, cái đó là do chấp thủ. Cho nên là có cái ngũ uẩn này. Vì vậy cho nên trong kinh Phật gọi là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại chấp thủ năm uẩn cho nên là khổ. Chúng ta chấp vô trong năm uẩn này. Sắc uẩn này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Thọ uẩn này là tôi, tự ngã của tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Hành uẩn này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Thức uẩn này cũng vậy, hành uẩn này cũng vậy. Thì chúng ta thấy như vậy, do chúng ta chấp bám chặt vào đó, bám chặt vào đó, và thế rằng cái gì mà bỏ ra ngoài cái đó thì không có. Cho nên là mọi trường hợp là chấp thủ nó đều dính chặt ở trong đó. Cho nên là ở đây đó là sự có mặt của năm uẩn. Mà nơi nào có hiện hữu của năm uẩn thì đó là sự khổ đau. Bởi vì sao? Bởi nó chịu sự khổ, sự vô thường ở trong cuộc sống này. Là như vậy. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn nói, cái gì sanh y nữa? Cái đó là do tham dục sanh y, tức là dục, tức là chúng ta đắm nhiễm ở trong cái ngũ trần này, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Chúng ta đắm nhiễm ở trong đó, tham đắm ở trong đó. Cho nên là khiến cho chúng ta, tâm chúng ta dính mắc tham đắm ở trong ngũ, gọi là ngũ dục, ngũ trần này. Cái thứ ba nữa đó là nói đến cái phiền não. Mà phiền não ở đây đó là chúng tôi muốn nói, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Ở đâu có vô minh, ở đâu có tham ái, ở đâu có chấp thủ, thì đó là một cái chất liệu để tạo nên sự có mặt trong đời sống luân hồi này. Đời sống luân hồi này. Cho nên luân hồi á, là nó vô tận. Một khi mà không có, mình không có, có diệt được gốc rễ, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ đó, thì rõ ràng chỉ cần diệt hai pháp thôi là pháp thứ ba nó cũng đều là mất. Chỉ cần một người mà diệt tham ái thì thủ nó không có. Chỉ cần một người mà diệt được vô minh á, thì ái và thủ nó cũng không có. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là phiền não sanh đi ở đây là những chúng sanh nào còn vô minh, còn tham ái. Vì vậy cho nên trong kinh gọi là Avicca cha tanha cha baha tappa, tức là hai cái pháp này là cần phải đoạn trừ. Bởi vì nếu không đoạn trừ
thì đời sống luân hồi sẽ vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn. Cho nên ở đây nói đến cái phiền não sanh ly ở đây đó, thì là do vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên ở đâu có vô minh, tham ái, chấp thủ thì ở đó có phiền não, có phiền não. Và cái cuối cùng ở đây đó là pháp hành sanh ly. Pháp hành sanh ly ở đây chúng tôi muốn nói tức là sự xuất hiện của căn cảnh và thức này, nói thế giới, thế giới quan của Phật giáo á, là nói đến cái thế giới mà những chúng sanh có mặt hiện hữu ở trong các cái cảnh giới là 31 cõi. Nhưng mà nói đến thế giới á, là nói đến căn cảnh và thức này, tức là 12 xứ, tức là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, 18 giới là 6 căn tiếp xúc với 6 trần sanh ra 6 thức, tức là 18 giới. Nói một cách khác, tức là những cái gì mà nó liên quan với cái cuộc sống của chúng ta, luân hồi của chúng ta, và do cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó mà chúng ta sinh ra biết bao nhiêu cái phản ứng thuận nghịch. Trong kinh gọi là phản ứng thuận nghịch, tức là phản ứng thuận là ưa thích, tìm kiếm, và nghịch là chán ghét, bực bội, khó chịu, là sân và tham. Chỉ hai cái đó thôi. Vì như vậy đó thì biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái cuộc sống này. Và chính Đức Phật ngày dạy ở đây, tất cả sanh ly là vô thường, là khổ, vô ngã. Sự thật ra là vậy, pháp đó chỉ cũng chỉ là pháp thôi, nhưng mà nó là vô thường, nó là khổ, nó là khổ. Nó luôn luôn sự biến hoại. Tâm mà khi mà bắt được cảnh thì vui buồn nó sanh khởi lên chút rồi nó cũng mất, thay nó qua trạng thái tâm khác, trạng thái khác, rồi lại tiếp tục lại trở lại trạng thái đó nữa, thì cứ sanh diệt liên tục. Đó là vô tính chất của vô thường. Và do cái vô thường như vậy cho nên là nó phải khổ, nó phải bức bách, nó phải bức bách. Và sự thật ra nó luôn luôn là chịu vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu, với một người mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, biết thân này quỷ hoại, còn thức bị lụng tàn, thấy sợ trong sanh ly. Chúng ta gẫm lại coi, thân này vô thường không? Vô thường, khổ. Tâm này vô thường không? Vô thường, khổ. Và ngay cả các cái sanh y mà chúng tôi đã nói khi nãy, dục sanh y, quẩn sanh y, phiền não sanh y và pháp hành sanh y đó, thì bốn cái pháp sanh y đó đều là vô thường, đều là khổ. Nhưng mà ở đây với một cái người tu tập đó, thì chúng ta phải hiểu rằng những cái thức nào mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu là những cái thức nào mà chúng ta cần tu tập. Như trong kinh nói rằng là thiền định và đạo quả đó là cần phải cho chứng đắc. Pháp đó là cần phải cho chứng đắc. Mà để chứng đắc á, thì chúng ta tu tập những cái thiện sự. Tu tập những thiện sự. Thì giống như là một người muốn qua sông á, thì mình cần phải có đò. Qua sông thì cần phải có đò. Chúng ta không thể nào không có đò mà chúng ta qua sông được. Như vậy thì cái người mà muốn vượt khổ, trong kinh mô tả rằng bờ bên này là sanh tử luân hồi, bờ bên kia là giải thoát. Mình mượn cái bờ vậy thôi, nhưng mà giải thoát thì sự thật ra đây, bờ bên này bến bờ sanh tử đông vầy, bến bờ giải thoát một vài người qua. Trong kinh Phất Cú Đức Phật dạy vậy. Thì cái bến bờ ở đây là một bên là sanh tử luân hồi, một bên là chấm dứt sanh tử luân hồi, là giải thoát. Thì bây giờ muốn được giải thoát thì cũng là tu tập bằng thiện sự, cũng trong thức quẩn này, dựa trên thức quẩn này, dựa trên thức quẩn này, dựa trên hành quẩn này, mà hành quẩn này là hành quẩn ở trên phương diện tu tập. Thí dụ như bây giờ những cái tâm thiện dục giới, tâm đại thiện, để chúng ta tu tập những thiện sự. Tu tập những thiện sự, từ việc bố thí, từ việc trì giới, từ việc tham thiền, rồi từ việc cung kính, hồi hướng, phước tùy, ý phước, kính pháp. Nói chung là các cái thiện sự chúng ta làm được
những cái thiện sự nào nó trở thành cái hành trang để chúng ta hướng đến giải thoát trong tương lai. Cái thứ hai, những cái thức uẩn nào mà chúng ta cần tu tập, những cái thức uẩn nào là những cái tâm thiện của sắc giới, hay là tâm thiện vô sắc giới, hay hoặc là tâm đạo để sanh khởi lên, để chúng ta tu tập và để chứng đắc được đạo quả, hoặc là thiền định. Như vậy thì chúng ta cần gì? Cần những cái thiện sự để trở thành cái hành trang, trở thành cái pháp độ ba la mật cho chính mình, hay trở thành một cái lực hỗ trợ cho cái duyên để hỗ trợ cho đời sống tu tập của chúng ta, để chúng ta thoát khỏi cái gì gọi là gì, là có sự hiện hữu của năm uẩn, tức là sắc uẩn, rồi thọ tưởng hành và thức uẩn, và đặc biệt là bốn cái pháp sanh ni này chúng ta không còn có nữa. Và chỉ có người mà đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được vô minh, thì thật sự là cái điều mà để cho cái vị đó chấm dứt sanh tử luân hồi. Và ở đây Đức Phật ngài nói là hiểu được sanh và chết, hiểu được sanh và chết sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập. Tự ngã ở đây chúng ta hiểu là tự mình, nghĩa mình hiểu tự ngã có hiểu tự mình tự tu tập. Đức Phật ngài dạy ở đây tự mình được tu tập, tức là mình hiểu là một trí văn, rồi mình tu á, mình suy là ngẫm cái lời dạy của Đức Phật liên quan với cái đời sống sanh luân hồi của mình, là mình có trí tư và mình nỗ lực tu tập để mình chứng đắc được đạo quả giải thoát trong tương lai, thì đó được gọi là mình có trí tu. Và tự ngã được tu tập chỉ còn đợi thời gian. Ở đây đợi thời gian ở đây là gì? Nếu mà mình có cái phương hướng tu tập, ngay cả bậc thánh tu đầu quần thì đợi thời gian á. Bậc thánh tu đầu quần thì đợi thời gian, bởi vì dù gì đi nữa thì các ngài không quá 7 kiếp luân hồi trở lại mà. Thấy không? Gọi là bậc thất lai. Bậc thất lai. Nhĩ quả thì gọi là bậc nhất lai, chỉ trở lại cõi dục một lần. Vị tam quả được gọi là bậc bất lai, tức là nếu mà chưa có chứng quả vị A-la-hán thì cũng sanh về cõi tịnh cư thiên, và ở đó tiếp tục tu tập nữa để giải thoát niết bàn luôn. Và bậc A-la-hán được xem như là bậc vô sanh. Vô sanh tức là không có sự hiện khởi, dù là hiện khởi của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy ở đâu có sự hiện khởi của năm uẩn là đều là chịu sự vô thường, chịu sự khổ, đó là như vậy. Và các pháp đều là vô ngã. Như vậy thì Đức Phật dạy ở đây đó, chúng ta thấy rằng ba cái sự biến hoại. Thứ nhất là thân này biến hoại, như chúng tôi đã trình bày. Thứ hai là thức này biến hoại lụng tàn. Và thứ ba nữa đó là sanh y là luôn luôn biến hoại và khổ. Đó là như vậy. Mà bốn pháp sanh y chúng tôi đã nói. Thứ nhất là dục sanh y, thứ hai là quẩn sanh y, thứ ba là phiền não sanh y, và thứ tư là pháp hành sanh y. Thì những cái pháp này nó cũng đều là vô thường, và chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài giảng này. Cũng mong rằng quý Phật tử hiểu được những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta, chúng ta suy gẫm ở trong cuộc đời này, để chúng ta tinh tấn tu tập. Vì thời gian thì cũng không còn bao lâu nữa, ai bước sang tuổi lão niên, trung niên rồi thì cũng không còn bao lâu nữa. Và đời sống luân hồi này thì quả thật là vô tận, nếu chúng ta chưa tận diệt được phiền não, đặc biệt là tham ái và vô minh. Và do vậy thì trong mỗi niệm nhất nhất niệm, tức là cái suy nghĩ của chúng ta, cái hành động của chúng ta và lời nói của chúng ta, luôn luôn thể hiện những thiện pháp để chúng ta có một cái tâm ly tham, nhàm chán, thì chúng ta mới có thể tu tập tiến bộ được, và chúng ta mới có thể thoát đi những cái sự làng ràng buộc của lưới ma, đặc biệt là sanh tử, tử thần ma. Đó là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức
thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ luôn được sự an vui tiến hóa. Và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa của chư tăng, cũng như nơi ngôi nhà của quý vị, hộ trì cho tất cả chúng ta được an lạc, để chúng ta dũng mãnh tiến tu, giữ vững cái niềm tin trí tuệ của mình ở trong Phật pháp, để chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Binh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Binh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Ogato sappamangalang rakkhantu sabbe devata sabbabhuta lapha vena sada sati bhavantu te ogato sappamangalang rakkhantu sabbe devata sabbadhamma lapha vena sada sati bhavantu te ogato sappamangalang rakkhantu sabbe devata sabbasangha lapha vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa quả tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yadavê Yadavata Samti Viharavasini Thu phê gá rê bồ thi gá rê tà hình tà hình tà thăm ma đà đê na pa quan tu vô chi ta so thiên ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha issa ra sappa na pu ta sukhita pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se na cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni căn thầm ma qua rằng ta tiết cha tề sắp về ti đục kha sa kha rồn tu sân kha dân tha tu chi rằng sa tăng thầm bồ thầm ma tha ra cha puốt cha la sân cô hồ tu sa mắc gồ qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm bồ sắp về bi tham ma cha ri no vút thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya ma về di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống nhất.